Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Sàn Thi. Rồi, nhân dịp đầu năm mới, Sàn Thi kính chúc quý anh em cùng gia đình có một cái mùa xuân rất là vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong tất cả những cái lĩnh vực. Thì tiếp tục chương trình Zalo Bonsai thì Sàn Thi vẫn phát sóng video thông thường lúc 11 giờ 19 giờ. Kính mời quý anh em đón xem và nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi và hợp ý những cái sản phẩm nào thì ủng hộ Sàn Thi. Rồi tiếp tục giao lưu của anh em một cây hải châu, rừng liền bệ, và hàng bonsai luồn lực, cây này cũng cây bonsai một người bê, khá là nặng tay. Cây này phải hai người bê, một người bê khá là nặng với anh em, một cái cụm rừng liền bệ, cây cũng hàng đáng với anh em nghiên cứu đã siêu tầm. Hải châu những cốt như này thì bonsai thì đã siêu tầm khá lâu rồi nha. Hiện tại thì những cốt như này thì chúng ta cũng lâu lâu chúng ta mới siêu tầm được, nên giá cả này nó tương đối nó cũng khó chịu, khi chúng ta mua bán thì nó rất là khó chịu nè, giá nó khá là cứng giá. Cây này thì bên sàn đi đo thông số cho quý anh em tham khảo. Cây này thì tổng cái hoành, nó của nó là 65 nha quý anh em, tổng hoành 65. Cây có chiều cao, chiều cao tính từ mặt chậu lên nó tầm khoảng 30-34 nha, và cái bộ tán của nó thì tán của nó khoảng 60 nha quý anh em. Chậu này là chậu chữ nhật gốm hoàn, kích thước là 47 nha, và chiều cao thì khoảng 16. Cây khá là ok, cây này càng đáng với quý anh em nghiên cứu là siêu tầm. Cái chiều ngang của nó là khoảng 33 quý anh em, ngang khoảng 33. Rồi, quý anh em xem chi tiết hơn cái phần cái bệ của cây. Cây này bộ rễ cũng khá là ấn tượng luôn. Ở đây có một cái chi, này nó lũa nha quý anh em. Cái phần này nó lũa chúng ta chưa xử lý nha. Cái bộ rễ thì khá là đẹp, rễ trải đều. Cây này cũng thùng chậu khá là lâu rồi. Và cái cây này thì chi cành được làm theo lối thiên nhiên. Cây này chi cành khá là lớn rồi nha. Cây này làm rút lại, rút tạo một cái cây rừng bonsai, rừng thiên nhiên. Chúng ta tạo bonsai, chúng ta chơi. Cơ bản ta chơi được cái cốt rất là lớn, cốt khá là đẹp, dòng lá nhỏ luôn. Mình có nên nghiên cứu cây này thì bonsai thì cũng đã phát sóng một lần rồi. Lúc đó thì nó vừa nứt ra thì nó rỡ và chi cành hơn. Thì bonsai thì có chèn ở một phần, video ở cuối đoạn video. Bữa sáng thì có chèn một phần để quý anh em xem rõ hơn về cái chi cành của cây. Lúc này hiện tại thì cây nó đang nứt rất là âm tùm, cho nên là chúng ta không nhìn thấy được cái phần cốt. Thì bữa sáng thì có chèn một phần video ở cuối đoạn video thì quý anh em xem rõ hơn về cái chi cành của cây. Cây khá là ok, cây này đáng quý anh em nghiên cứu là siêu tầm. Rất là đẹp nha. Cây hải châu như này chúng ta nghiên cứu, chúng ta chơi đáng để hôm qua chúng ta chơi. Cây này chúng ta nuôi hoàn thiện, chúng ta có thể chúng ta thi đấu được nha quý anh em. Rất là ok luôn. Rồi quý anh em xem tổng thể video một lần nữa, mình sang thi báo giá giao lưu. Những cây này thì mình sang thi sẽ ship cây vào ngày mùng 9 nha. Ngày mùng 9 bên đó dịch vụ họ làm lại thì bên Sàn Thi sẽ ship được cây. Giao lưu của anh em gọi điện trực tiếp hoặc các bạn Zalo. Thì của anh em Zalo những cây giá trị như này thì chúng ta chuyển khoản trước hoặc chúng ta chuyển khoản 50%. Rồi mùng 9 Sàn Thi ship cây, phần còn lại thì họ sẽ thu hộ. Đấy. Một cây hải châu khá là ấn tượng luôn. Của em xem nha. Đầu sân Zalo giá cũng không khổ nghị. Rồi cây này thì bên Sàn Thi giao lưu với anh em giá là 12 triệu bao ship. Rồi 12 triệu bao ship tặng nhà cho quý anh em. Rồi tiếp tục giới thiệu với anh em những cái dòng cây khai thác. Trước mắt của anh em là một cây hải châu. Một cây hải châu tương đối là thành phẩm của anh em. Tương đối là thành phẩm nha. Cây này thì có cái bộ đế cũng khá đẹp và cốt cũng khá là lớn. Cây này tầm trung, một người bê nặng tay của anh em.
sẽ thi quay một vòng cho bọn em xem tổng thể coi. Xíu nữa bọn Sành Thi sẽ quay gần hơn, bọn em xem chi tiết hơn cái phần chi cành cũng như là bộ đế của coi. Đây là người ta chơi cái mặt hậu, ta chơi mặt hậu. Cây này khá là ok nha, cây nói chung là cây này là cơ bản là thành phẩm của em, cơ bản thành phẩm nha, cây dòng hai châu lá nhỏ luôn, rất là đẹp, giá còn rất hữu vị. Cây này thì giao lưu của em giá 5,5 triệu bao ship, 5,5 triệu nha, 5,5 triệu bao ship. Thì của em hợp ý thì xem kỹ video. Cây hai châu khá là ok. Rồi cây này cái quanh cái hoành đo tại cái vị trí đo là nó khoảng 48 của này, hoành tổng thể khoảng 48 nha. Đây có chiều cao thì nó tầm khoảng 50 và phụ tán theo hướng ngang là nó tầm khoảng 55. Rồi mời bọn em xem chi tiết hơn cái phần bộ đế của cây. Những cây này thì nó rất là tuyệt vời của này, giá cũng rất là hợp lý nha. Cây này nó nuôi cũng khá là lâu rồi, cốt rất là lớn luôn, dòng lá nhỏ rất là đẹp. Cây này mùa này chúng ta theo hồ chúng ta chơi hoa trái của em. Cây này thì bên sàn thì giao lưu của em giá 5,5 triệu bao ship, 5,5 triệu bao ship toàn quốc. Thì của em xem kỹ video, hợp ý thì liên hệ bên Sàn Thi. Bên Sàn Thi luôn gắn số điện thoại cũng là số Zalo, bên Sàn Thi luôn gắn trên màn hình. Cây này nó cũng khá là lâu rồi, nuôi cũng khá lâu rồi anh em. Bộ đế rất là đẹp nha. Cây này một người bê rất nặng luôn anh em. Khá là ok. Những cái cốt này thì nuôi cũng khá lâu rồi nha. Cây này nuôi cũng tầm khoảng hơn 4 năm rồi thì nó mới ra được cái bộ chi cành, cái bộ dâm như thế này. Dòng hai châu nó cũng thuộc cái loại thân gỗ, nó thuộc cái dòng thân gỗ mà nó khá là lâu lớn nha. Cây này thì bên Sàn Thi giao lưu với anh em giá 5,5 triệu bao ship. Với anh em hợp ý thì xin xét liên hệ quay Sàn Thi. Rồi cảm ơn bữa nay mình xem chi tiết tổng thể coi một lần nữa. Rồi cái này giao lưu của anh em giá 5,5 triệu bao ship toàn quốc. Của anh em hợp ý thì gọi điện trực tiếp hoặc các bạn thông qua số Zalo, số điện thoại cũng là số Zalo bên Sàn Thi luôn gắn trên màn hình. Rồi 5,5 triệu bao ship.